xin chào bà con và các bạn đang xem trên kênh của Tân nha. Thì hôm dài Tân cũng bận quá, không có ra được cái clip cũng khoảng tuần nay rồi. Tuần nay bán cũng ế quá, bà con và các bạn cũng thông cảm nha. Thì đi làm cho người ta nên lúc nào hết việc thì xong công việc thì mới được rảnh đi làm chuyện riêng của mình được. Thì bữa nay Tân tiếp tục quay review cho số anh chị thắc mắc comment với kênh của Tân nói chợ Bình Điền cân thiếu các bạn. Tại thì ở đây cân thiếu tại các bạn không có biết cái chỗ để mua dưới đường thì hay bị cân thiếu. Thì các bạn muốn đi chợ Bình Điền lần đầu tiên á, mới đi thì muốn mua cho đồ ngon và chất lượng với giá cả hợp lý, mình vô trong nhà lòng mình mua nha các bạn. Nhà lòng ép nè thì mình mua buổi sáng rồi đi khoảng từ 6 giờ sáng mình đi trong đây cũng còn á. Thì mua ít nhất là khoảng 2 kg nha, thì trong đây cũng bán lẻ nha các bạn. Mua 1 kg thì ta cũng không có bán, cũng có chỗ bán chỗ không. Và như mấy 1 kg thì mấy người làm dừa như trong Tân rồi làm dừa rồi thì ta quen biết rồi bán cho mình ăn thì bán, chứ mình đi mua lẻ mua được 2 kg thì mình vô đây mua nha. Giá cả hợp lý và cân đủ. Còn dưới chợ trời cũng có chỗ cân đủ, có chỗ cân thiếu chứ không phải là chỗ nào cũng cân thiếu nha các bạn. Thì mấy người ta đi lâu á, đi lâu người ta có kinh nghiệm, với lại người ta mua mối cơm rồi thì người ta cũng cân đủ thôi. Với lại mình mua mình cân, muốn cân đủ mình hỏi người ta, ví dụ như cân đủ là giá bao nhiêu thì người ta sẽ nói giá hợp lý để mình mua được, thì mình mua không được thì thôi ha. Bây giờ để Tân đi chậm chậm trong chợ cho chỗ cho bà con mình xem nha. Anh em cá bóng tượng quá trời bự luôn các bạn ơi. Con này chắc 8 lạng ký gì á. Này là cá sông, cá thiên nhiên luôn rồi nha. Giữa này bán đồ sông không à. Cá này mắc thành. Thành nhiêu? 300 mấy luôn hả? Cá lùn nhất luôn 300 mấy luôn các bạn. Cá này nhà hàng đó ăn nè. Quá trời bự luôn. Ô. Đây là cá Cà Mau sổ vuông nó lên các bạn. Cá đối không, cá đối ngon quá trời ngon luôn. Tươi xanh luôn á. Lên muối vừa xốp vừa. Thì cá này kho lạc là chiên nó hỏi đi trả lời đi coi. Cá Cà Mau bạn ơi. Này nhiêu ký? Cá này thị trường bán khoảng 55 60 ngàn ký. Nếu mà lớn hơn nữa thì giá tiền lớn hơn. Đồ. Có bao nhiêu đô nó mới gửi cho mình? Có mà có gửi rồi mà tại chưa có mã pin lạnh. Bán ký à? Bán cuốn bán nghỉ cho khác. Cái đó lớn hả vậy? Cuốn nghỉ rồi. Quá trời. Cá bự rồi. Đây là cái chẽm sổ vuông nữa các bạn, chẽm thiên nhiên nha. Thì giữa Dũng Ý quán rồi, cá thiên nhiên nữa. Cá Cà Mau, cá sổ vuông rồi. Quá trời cá chẽm bự, cá này 7-8 kg á. Đây là cá út nha các bạn. Đó, đây vừa Nam Vũ bán cá út với lại ghẹ rồi các bạn. Ghẹ sống nha. Ghẹ sống luôn ở đây, thường bán ghẹ sống mỗi ngày luôn. Thấy vừa Nam Vũ có bán nè, giờ này hết rồi để giờ bán ghẹ chết luôn. Sáng thì cũng còn ghẹ nhỏ thôi. Con cá này nó quanh chua ngon lắm không? Cá này béo nó, cái trứng của nó bự bự đó các bạn, nó có trứng nó bự. Đây là đường giữa các bạn, đây mua nếu mình mua ghẹ sống rồi ngay mấy đường giữa, giá sáng này ghẹ hết ngon rồi, sáng này còn ghẹ gãy một càng, như này bán ghẹ chết luôn à, còn nhỏ rồi.
cái nghệ này mua về cũng gam me là cũng nhậu được. Ôi mực lá nữa các bạn, quá chừng ngon luôn. Mực lá này còn ký không nào, ký mấy luôn. Cái này là con là nướng sa tế hai người nhậu nhậu đã luôn. Đó, cái này như ký thảo này bán 28 280 à, quá trời luôn các bạn. Đây ngay vừa em thấy là có mực, mực lá. Quay người đẹp bán này nè, không quay quay gì đâu không à, quay mực trước không quay người sau nè. Đây vừa em thấy là bán đồ Cà Mau luôn các bạn, đồ biển đồ thiên nhiên. Đây là khách sông luôn không á, 280 rồi mực này rồi. Quá ngon rồi. Hai cái mùa là liên hệ với Thảo nha, cho số điện thoại luôn không? Thảo, cho số điện thoại luôn không? Cho điện thoại của anh đó. Thôi, cho người bán không cho mà cho số anh làm gì? Anh đâu biết giá đâu, người ta hỏi. Đây là cái gì các bạn? Cá chèo bẻo nè các bạn. Cái này ở Cà Mau luôn hả? Hai dầu Cà Mau á. Con này nhiêu nhiêu ký? 50 ngàn à. Cái này làm gì ăn ta? Nướng giấm, nấu lẩu. Nướng giấm ngon hả? Đây à, dầu nha, bán cho vừa Vĩnh Thí luôn. Cho số điện thoại em đi dán vô cho. Cái này cái gì hả? Cái rô biển hả anh? Cái rô biển hả? Cái chèo bự trong kìa anh. Cá biển nhiều quá mà Tân không có biết hết. Cái mặt cá rô biển giống cá rô phi vậy. Bà con của nó đó. Rồi ai có xài gì đồ biển đồ Cà Mau thì tới vừa Vĩnh Thí, Vĩnh Thí đồ rất là nhiều. Tê tôm lọc sẵn luôn, với lại cá kèo thiên nhiên luôn nha bà con. Kèo thiên nhiên ở đây bán đồ thiên nhiên không, không bán đồ nuôi nha. Đây cũng rất là nhiều người không biết nghĩ sao thì cái lo các bạn, cái lo phát thanh của chợ Bình Điền, tao nói là mình không nên nuôi mua với trời trời mà cứ mua xong rồi nói là cần thiếu. Ta nói là ta lo phóng thanh người ta nói là không có mua dưới sẽ cần thiếu mình mà vẫn cứ cắm đầu vô mua. Mua xong rồi cứ nói là chợ này cần thiếu, ở đây người ta bán một đêm khoảng mấy ngàn tấn cá chứ không phải ít. Mà tự nhiên nói là như vậy không biết nói sao rồi. Đây cả đuối nè các bạn, thì ở đây mình mua mình đi mới vô cái đường giữa trong chợ nè, buổi sáng bán rất là nhiều các bạn. Sáng ở đây bán khoảng tới 7 giờ các bạn. Đó. Thì mình có thể mua nha. Tôm ở đây vô đây mua ký 2 ký, bình thường 2 ký người ta cũng bán luôn chứ không phải không bán nha các bạn. Dạ không có bị hả? Thấy không tối này cầm điện thoại quay xuống chưa? Đây cái đuối các bạn, sáng này cái đuối còn rất là ngon nha. Đây vậy. Sáng cũng còn đồ tươi lắm, trong chợ thì đồ nói chung đồ tươi, các bạn đi ấy chợ trời đồ người ta mua ba đồ cũ người ta bán nó rẻ, như là rẻ hơn giá trên vựa nhưng mà nó cân thì trên trời dưới đất rồi. Có chỗ cân đủ, người ta đi quen ấy, người ta mua cân đủ các bạn. 80 ngàn cái này rẻ luôn rồi, sổ rồi. Thường thường mua trăm mấy luôn, không có đồ. Yeah. Đây là các bạn lại mua lẻ nữa, đây cũng bán nha. Thí dụ ở đây thấy gỗ vậy chứ không phải là bán lẻ nha các bạn. Đây dựa là bán á, tại ta bán thí dụ còn gỗ hay gỗ người ta đem ra đây người ta bán từ giữa nữa, dễ chỗ đông người đó người ta đem ra đây. Đây là nói chung dựa bán không các bạn, chứ phải chờ các bạn khỏi sợ lo cần thiếu nha. Ủa cái đầu con cá nhiều quá trời bự, con cá dữ trời. Cá gì chú? Mò.
cá mó gì mà bự tặng tặng thần như cái đầu nè, bự hơn cái đầu con trâu. Rồi cá là mấy chục ký chú, mấy chục ký rồi, mấy chục ký, mấy chục ký mà cái đầu quá trời vậy, cái đầu không mà mấy ký rồi. Cá bóp quá trời bự luôn, mà cá bóp quá trời to luôn nè. Thì các bạn muốn mua đồ ngon á, về nấu đám rồi bỏ quán rồi đi đường giữa nè, rồi dân sau em rồi nè, đây bán cá bóp, cá thu, là cá chim rồi đó, đây bán đồ đồ ngon không luôn á, đầu cá rồi, rồi trứng trứng cá rồi, ở đây cũng có luôn trứng cá, cá bóp đồ đâu cũng có nha bạn, thì tại xẻ ra đó, cắt đầu ra rồi có trứng với lại bao tử cá rồi đó, thì ai có mua lại mấy cái chỗ cắt đầu cá rồi ha, rồi có. Đây là cá thu nha các bạn, cá thu nè, đây giữa ở dưới đường giữa của anh Bàn luôn, bán cá thu với là cá bóp, quá trời cá thu. Mua gì ba ngày luôn này, đây đầu mực với mực hai da nha các bạn, quá trời luôn, sáng rồi bày ra để sổ hết luôn á. Đây bữa nay vừa Ngọc Nhung ở đường giữa về cá đuối nha, cá đuối gì anh? Đuối bạch. Hả? Cá đuối bạch hả các bạn? Quá trời luôn, con mấy chục ký, trăm ký luôn á. Ngồi ngồi xuống rồi con cá bự cái nào, ngồi xuống. Đeo vàng hai tay cả bự rồi. Rồi ngang một mét mấy luôn á các bạn. Cá này còn khoảng trăm ký không? Đó, 8-90 ký rồi. Đây là chuyên bán cá mập, cá mập với cá đuối các bạn. Ở đây có thu mua không ta? Đây em thí dụ mới lái rồi bỏ vô mà có nhận không? Mấy không? Có luôn hả? Còn quá trời cá đuối luôn, còn mấy chục ký, trăm ký luôn các bạn. Ồ, bự nè. Cá đuối này đuối bạch. Cá đuối này nó trắng tươi à, ngộ đuối bạch nè. Đây có tỉnh thổ giờ bán cá mập nữa các bạn, mập với cá cờ có lúc về con trăm mua ngoài 200 ký cũng có luôn. Đây là bán đồ khủng luôn à, đây ngay đường giữa luôn á, ai có nhu cầu xài cá đuối bỏ nhà hàng gì tới đây liên hệ giữa Ngọc Nhung ngay đường giữa nha bà con. Cá thù cá bóp với lại cá cờ, cá đuối nha, đây là chuyên bán quá trời, cá đuối là cả trăm ký luôn các bạn ơi, cá mỏ nữa nè. Quá trời bự luôn. Đó đây là trong giữa bán nha các bạn. Cá người ta ra gỗ như này nha. Mình mua lẻ vô 2 ký rồi vô đây mình mua. Đó thì mua ở đây nó yên tâm hơn, đâu phải như cái đường căng đâu các bạn, khỏi lo nha. Đây tôm bự, tôm mới ngọt không à. Cái đường cũng mua lên dựa này nó mua lại thôi. Đây đi xuống cái đường, ở dưới đường đây cũng dựa bán là căng đủ nha các bạn. Mực quá trời luôn các bạn ơi. Sáng lại đây vừa Tâm Hai Nhung mà bán mực nhiều nhất luôn nha. Sáng lại trên đầu đường ngay đường giữa. Bạn đi rất là dễ nha. Ở đây là cũng chợ trời nữa các bạn, chợ trời mà bên nhà lồng ép nha. Là ở đây là toàn bộ là vừa bán không chứ không có người nào bán lẻ như ở bên nhà lồng D nữa các bạn. Thì ở đây các bạn có thể tới đây mua lẻ thì qua đây mua là ok luôn nha, mà nó căng đủ á. Ở bên kia là chơi nguyên cái lo phát thanh luôn, là khuyến cáo mình là không có mua ở dưới đó thì dễ bị căng thiếu với lại cãi cọ với nhau, mà có nhiều người cũng mua thì cũng bị ha, rồi cãi cọ rồi vô bình luận comment rồi nói tùm lum la. Đây là bên đây vừa người ta bán nè, dưới đường bên nhà lồng ép người ta bán là bao căng đủ nha bạn. Nếu mà nói chung đó
Vậy sáng ở đây là các bạn đi trước 7 giờ, ngang dưới sân để bán trước 7 giờ bảo vệ đuổi để mà dẹp dọn sân chợ rồi nha các bạn. Để quét rác rồi đó nên bán giữ tới 7 giờ, đi trước 7 giờ thì ở dưới bên đây còn bán nha. Đi chợ Bình Điền đó, nên mua bên đây để được ăn đủ nha. Ở bên kia thì không đảm bảo luôn nha. Đó. Thì đi ở đây là đi trước 7 giờ nha bà con. 7 giờ thì sau 7 giờ là dẹp hết rồi, không có bán nữa nha. Hôm nay ông tay ở bên kia em dội chợ qua đây bán luôn. Chợ ốc. Ông tay các bạn. Đây bên chợ ốc nè, đem qua đây bán đó. Sáng kia cũng tay chà bá lửa luôn kìa. Không sao mà phải dội. Cũng tay chà bá luôn. Bớt không vậy? Trời ơi, bán cái đó lỗ 70 ngàn, 80 ngàn, giờ bán còn có 60 ngàn. Trời quá sổ luôn. Ta ở bên bển người ta đem qua đây bán rồi. Không có dễ gì giá đó. Cái mặt hàng ốc này là bán cái giá nó không có cố định nha các bạn. Thì tại cái này là bữa nào mà đồ mà không có thì nó mắc, bữa nào có thì nó rẻ, nên này giá nó không cố định. Báo như theo giá chợ vậy, còn giá chúng ta không có cố định. Giá này bán theo giá chợ. Cái này là 70, hôm qua là 120. Có bữa 120 nhưng mà bữa nay thì nó dội chợ nó rẻ. Nên cái giá ốc là không bao giờ mình báo trước cái giá được. Giá ốc là không phải chứ được. Ăn thua là ăn mình canh gì lời chừng 5-10 ngàn canh thôi. Rồi đây bên em ở đây bán. Đây là vừa bán không nha các bạn, chứ không phải là bên chợ trời các bạn, phải yên tâm nha. Đi qua mà mấy bên nhà đồng ép này đó, đây là bán dựa cả bán không. Không có lời đâu. Bán cá không? Trong tấm đó nè. Bây giờ bán ốc rồi, nghĩ bán cá rồi. Như Dũng. Này các bạn muốn biết con sống chết thì mình đụng nè các bạn. Nó nú cái đầu lên đó nha. Sao chủ con sống con chết. Con này 40. Đó. Dạ. Mua nhiều không? Nó mạnh á, nó còn mạnh cái nó ngóc cái đầu lên bạn, đụng nó ngóc cái đầu lên nè. 185. Ốc này còn mạnh. Lật bó lật hơn thêm bó nó Dũng cho ta thấy nó biết. Mày để cho nó không tao không biết. Có thì bạn cũng review ở đây để bà con mình biết cái chợ mà bán sỉ nó vừa bán xuống mình nhà lòng ép nha. Thì bà con nào cũng muốn đi chợ Bình Điền thì qua đây mà cân là bao cân đủ vậy. Giá cả hợp lý nè. Bên đây mua cá đồng rồi nọ, người ta không có mần ở bên chợ trời kia nha các bạn. Đây là chỉ mua là không có làm, mình mua về không có làm. Có thì ở nhà lồng ép buổi sáng hay bán nhiều nhất là cá đồng, cá lóc, cá chê, cá rô, cá rượu hồng nha bà con. Thì ai có xài cá đồng thì đi dãy dưới này ha. Thì còn nếu mua cá biển thì đi lên bên trong nhà lồng ép nha. Thì vậy Tân review tới đây xin kết thúc video. Nếu ai thích video của Tân thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Tân nha.